Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Trời ơi các bạn ơi, thế là các bạn không chơi đồ rồi. Bọn đu team xa đi thế. Đu xa thế làm sao đứng trước team mình được. Thôi đi chết đi. Đi đâu? Chết chưa? Chết chưa? Ôi giời ơi. Bảo nhả đi rồi mà không chịu. Cố. Quán này lì thật đấy. Thấy mình team mình xuống rồi vẫn cố nhảy vào đây, chả hiểu. Chả hiểu các bạn đang nghĩ nó gì. Nó muốn chết. Chết luôn. Nó muốn chơi game mới. Biết trận này có anh em mới nó sợ. Mời team mình xuống. I got surprise. Có một cái thằng ca. Ui em ơi, chúng nó táp nghe vẻ hơi bị ban căng đấy. Vào nhanh không là tí không có đường vào nữa bây giờ. Nó vẫn đang táp nhau kìa. Ui. Em ơi, hai team ở trong meta. Ui đừng làm thế mà dế sang nhau. Nó ở gần anh rồi đấy. Anh thấy rồi. Sau lưng có người bắn thính kìa. Bắn em bắn. Tránh ra mày. Tránh ra. Đậu. Nhà này này có Mark người. The location. Ok. Có hai team nhá, Nhà nào? Anh bắn được một rồi. Ở bên đường. Khu ba nhà đang bắn nhau kìa. Thay. Nhà có. Cái nhà nào? Nhà nào? Enemies ahead. Ở đấy có hai thằng kìa. Khu ba nhà có hai thằng. Nó đang bắn nhau đó. Nó giết xong rồi hai. Còn con kia. Đông đội quá kia. Ôi mình cống quá đi. Quá luôn. Fire in the hole. Huỳnh. Để trả lũa không ai chết luôn. Chết cá. Ui. Đi à. Thích lợn ăn đá mồm vãi hồi ạ. Má, bọn này ăn hết bom của anh rồi, cay thế nhở. Con, bên nhà này có team mọi người ơi. Ơ, sao? Trên đầu em này. Anh ăn được 3 mạng này. Trên đầu em á. Yeah. Được là anh gạt cái team kia rồi. Đã thấy. Lên đi em. Trên 3 tầng luôn à? Trên mái. Ui, thằng gà nó ráp bom kìa. Cẩn thận mau ơi, cẩn thận. Mao không lành rồi. Ơ mao giết. Lên đi em. Cũng hơi lanh đấy. Rồi, ở bên đi. Ủa, flare ai bắn kia? Flare đằng sau là ai bắn chảy? Nhà lẻ. Mọi người đợi em thằng nào lúc flare của em đó. Không có đâu. Anh chấm kìa. Chết em. Ui, có tiếng gần. Ui, bắn cái gì đấy? Xích ơi, công lên với anh. Đấy, đang lên đấy. Ok. Từ. Ôi. Bạn ơi, mình đang lên bạn ơi, bắn chờ mình ra. Đời, nó ăn ngủ thế, chưa kịp làm gì. Đời có bà lâu đâu mà thực hơn. Có ai lấy mô bộ không để em lên? Không. Không, anh bắn bê rồi trận này rồi.
có mơ 4 này. Cái đẹp à, hay đấm thế. Chỉ có thể là thằng gà thôi. Cái thằng này làm mình hết hột. Thằng gà không hề đấm đâu anh ạ. Mẹ con chó nào đấm tao. Đi thôi. Tính kìa mau. Đợi tí em rút cái thính ấy nhá. Ok, em rút đi, em rút đi. Chưa rút luôn, thính em bắn đấy, em vô bắn nhau rồi. Em cũng bắn một cái thính trên đầu nó đấy, đang rơi đấy. Đang rơi à? Thế cho anh xin bộ giáp thôi. Anh đâu có cần gì nhiều đâu. Đâu rồi nhỉ? Thính đâu rồi nhỉ? Trời, mình đưa này chưa? Ủa? Cái thính em chưa rơi anh ơi. Đây, rơi. Máy bay lên đang đến này. Mọi người ơi, chính của em đâu. Thái nồi. Tôi đi chơi em. Cái lều á. Trời, chạy xe không thấy luôn. Nè. Xe có ở trên lều không? Trên nóc lều ấy. Người này. Xe đi em. Người hay là bot? Bot đây. Lại sẵn lìn. Bot. Người chân má, thằng này là người nhưng mà như con bot. Ừ. Bot đây. Thế là thi yếu nào? Hay nào vậy? Bot. Mọi người, chúng ta đâu mọi người? Ông bắn giờ ông hỏi. Hello anh, rồi. Bữa giờ bận quá không xem live. Bắt khó. Ôi, cảm ơn em nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Thank you em. Đây này. Cục tính ở đây thì không ai lấy cái mồi đấy, đi tìm lung tan tung. Không, em bắn một cái đây anh. Bên trái này này mau ơi. Xích sang bên trái. Mark the location. I am a good boy. Ui, gỡ ra. Ngon. Để em kia, anh em bắn gì không? Em bắn cái gì không? Xin một follow fanpage. Ôi, cái gì đấy? Được quảng cáo à? Đậu phộng trả tiền quảng cáo đi. Em, nhanh. Anh lấy rẻ không? Trong này á? Không. Trong này có thấy đâu. Có compare kìa, lấy đi. Lấy compare chưa? Có, em lấy rồi. Ờ, ok. Ai có trích bát cho em xin nhé. À, đây, mau đây. Em du con xe lại đây, anh chỉ cho đậu phộng. Đây rồi, em lấy được rồi. Đây rồi. Không ai có trích bát nhỉ? Không. Đốt cái này đi, chẳng có trích bát không? Mark the location. Nổi ạ. Quảng cáo fanpage là không được rồi. Ui, giàu thế. Đây có. Hai nổi. Gỡ rô ra mà. Đi bán anh vào chỗ nào Sài Gòn vậy? Anh vào quận 2 em ạ. Anh vào chỗ Thảo Điền đấy. Lên xe. Không thấy là ông ba này lại nhầm không ai biết. Mọi người không nghe. Em không nói gì ấy, em như kiểu bị nói phụ kỷ mình ấy. Em nói to vãi nồi. Hỏi là có ai có X8 không? À. Ê, xe kìa. Thấy không? Thấy. Chạy đi đâu? Nói thật không chạy thoát được đâu. Chết rồi, bạn đứng lại. Bắn trả kìa. Ui dồi ôi. Bạn ơi, mà còn vấp xe nữa thì cuộc đời luôn. Tệ đâu, xích bắn nóc về đây. Một đứa ý là thì ăn cho 2 cứu nè. Đúng rồi. Nhưng mà ý là đang chạy nó còn lật xe ngược ra ấy thì toang rồi. Ai mà cứu được bạn đây? Cả thì thế nào thì em bị quất mặt của ai ấy. Đang bị bắn như thế mà xe chổng vó lên như thế 90% phải chết anh em ạ. Lô lịch cũ nhá, xe còn gần đầu ấy, sống không cao được, không thể sống được. Nó thả tính chưa ta? Mỗi một xe đấy chứ không gì chưa thấy. Kìa. Ôi, mượt vãi nồi. Cảm ơn bạn nào vừa donate cho mình nhá. Tí nữa mình sẽ check lại nhá. Mượt vãi nồi. Quả sấy hợp lý, hợp với nhà bà Lý. Một viên nữa là nó nổ luôn này anh. Anh không biết. Em cách chỗ đấy có 2 cây, có tham thì mời anh cốc nước. À, ok em. Để anh sắp xếp đã, bởi vì là anh vào Sài Gòn ấy cũng nhiều. Cũng kín lịch ấy, kiểu kín lịch ấy. Để sắp xếp, có gì mình sẽ thông báo ở trên Facebook nhá.
một tí cũng được. Có gì đâu. Xem mình cầm toàn clip xem sau có to chứ bác. Không có em ơi, không có, không có. Lôi cha. Toàn lủng cái bát thôi. Mark the location. Cục kính ở đâu nhỉ? Quên mở mất rồi. Đấy quả tím vãi nồi. Nghe thẳng luôn. Xa thế. Giờ bật kính có người ra. Ờ thì thế em đi nhà kính máu gì nữa. Tim mình đầy đủ hết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Có khi là bỏ bỏ nhá, bỏ nhá. Đi đi lụm xe đã. Người vòng vòng đấy kiếm người thôi. Đi đi. Hết xăng, hết xăng. Ta đi, ta đi, ta đi, ta đi, ta đi, ta đi, ta đi. Ok, ok. Wow, người không có skin mặt chán quá. Bây giờ ai, bây giờ ai cũng có skin rồi không? Phải bắn xuống có skin. Em đang bắn của AOG xong rồi chả có cái skin gì. Nhìn AOG quá. Nhìn nó buồn đúng không? Nhìn nó buồn đúng không? Em đổi luôn. Bên đây còn skin AOG mà mau. Không có skin nâng cấp với anh. Skin nâng cấp cơ. Đúng. Cái đệt trả lụa nhìn cục kính vô duyên điếu tả được. Cái câu phải hiểu việc nói được. Nhảy lên lấy cũng được nhưng mà team mình đủ hết đồ rồi. Chả lấy gì. Đồ toàn phút đá. Sao đá sờ chim á. Không đá gì em. Đừng có đá. Rồi xem live stream đi. Hay để chim tuần phát triển một cách tự nhiên chứ. Đá anh em sút, anh em gạt giò nó khổ quá anh. Đau lắm. Nó đau ở đấy này. Nó đau ở đây này. Anh em làm hỏng hết mình cần cứ mà có. Ôi, bên trái, bên trái đi anh ơi. Nó chạy xe máy. Ui ôi nó khổng tít tao. Ui là ôi rồi rồi. Trời tàn chi tiếp tục. Chạy kiểu gì? Thôi, rồi bạn tàn. Ê nó đi. Chạy ra, chạy ra. Biết chưa anh? Không tự tử nữa đâu bạn ơi. Mark the location. Đã thấy. Nó ở đâu vậy? Ok, 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 ok. Cẩn thận chết. Ma vào ok đi. Nghiêm nghiêm ma. Hay luôn này. Đông 2, đông 2. Góc vào cao quá. Nó ở sau cây. Sau cây mốt. Lốc tiếp, lốc tiếp, còn một. Ok, hay quá. Còn đi bên này, còn đi bên Mark the location. Mình giao nước uống bất kể ở đâu Sài Gòn nhé. Anh em ra lộ. Anh nổi shipper à? Sớm bốc kìa anh ơi, sớm bốc kìa. Bị trượt xe rồi. Được rồi, hôm nào tôi sẽ gọi nước để cho bạn ship tới. Anh em mình gặp nhau. Ôi, nó chạy luôn, chạy xe chạy rồi. Đây, lên xe, đuổi luôn. Nhanh. Xe nó bốc khói rồi, xe nó bốc khói. Nó chạy hướng nào? Chỉ cho anh với. Đây, đuổi xe. Chạy hướng chính xác. Rồi, điều. Chán thế thì lên làm sao được. Được. Thế anh xin lỗi được chưa? Nổi có xăng à hay đăng đó? Có, ủi vãi nổi hết xăng. Hết xăng chạy đến đấy, cứ chạy đến đấy. Hết xăng rồi, không lết được tới, không le được tới đâu. Thế vậy. Nó còn đang đi lùi đây này, nhanh hết. Thế sao em thì phải chạy đi lên đấy? Vậy thôi. Rồi. Có một là tí ra, em lấy số mô nha. Ok em.
vứt thẻ đây này. Cái thằng có lên bây giờ đá chán. Nó chạy về một cái lên NS 355 ấy. Con đá chán lá nhá. Ờ anh chạy qua bên phải lấy cái con xe. Watch out. Bên trái đi bạn. Mark the location. Có thính kìa. Lúa nếm là lúa nếm làng, lúa lên lớp lớp lòng làng. Nâng nâng. Ôi cảm ơn Văn nhá. Hôm nay anh em lúa nếp nhiều quá, sung sướng phải nổi. Quay vỡ giáp không? Không anh em. Nhanh. Có cái quân que gì đây. Ôi nó lút rồi. Thế thì lên. Thế thì nó ở gần đây không? Nó còn nằm tướng không? Thì nó ở trong đây rồi. Không nghe, không có xe, không có gì, không mở cửa gì. Chưa chắc đâu em. Kìa, có. Ui, hai thằng. Một góc. Thằng bên nhà bên kia nữa, Nhà bên kia. Đâu ở trên nhà, nhà ngang. Ui mau ơi, nhà ngang. À nhà đấy á. Thằng lên nóc, thằng lên đầu rồi. Thằng đi nóc rồi, con có thằng ở phía đối diện rồi con. Nha, hai tầng đối diện. Lên đi anh, sợ quái đi. Đây. Đằng sau. Nó nhảy ra ngoài rồi, nó nhảy ra ngoài. Để tăng máu ăn. Em ơi. Em bảo nó chạy từ ngoài này vô trong luôn đấy. Em lùa nó đấy. Chào bạn, mình đứng đây từ chiều. Hi hi. Khá ngon. Thơm. Thôi cứ giết từng người là được rồi. Ủa? Thế cái thằng anh giết ở nhà này không phải là anh giết à? Người khác giết à? Thằng ra. Em giết. À, mau liếm em kinh tưởng... quá nhờ. Em tưởng là em ăn. Đổi. Lưỡi mào hơi dài ấy, được mào à? Ủa thì mới nói là chứ ai ăn thì được cơ mà, buồn cười chứ nhờ. Không, anh nói lưỡi dài chứ anh chứ anh không dài thôi. Thế bây giờ không được hả? Này toàn lưỡi dài. Team này mà ngồi mà bắn chiến thuật. Team này cứ xuống xe là chỉ có lao vào và bắn chết. Trước khi bắn em phải buộc dây kéo cho lưỡi dài ra. Vô lý của anh. Team này mà chiến thuật là không ăn thua anh ạ. Cứ lao lên mà bắn thôi. Tại vì nói không ai nghe. Đang bắn nhau mà. Có thể xe mình ấy. À nãy bắn chưa nổ, bây giờ bắn chưa nổ đây anh. Trong chỉ còn 6 người nữa thôi. Bây giờ mình đi bắt đầu đi lô mấy top rồi á. Tận này top này, chưa top. 9 trừ 4 con 6 hả? 4 5. Wow. Tao ơi, đừng có nói tốt mà. Thôi. Đâu SR với nó anh ơi, em có bốt chưa được bắn. Đồng SR, S rủng. Nhà bao việc. Ồ, lên đường đó. Đây. Ôi, các bạn đã bị bắt. Nhảy anh ơi, nhảy em không bắn nhá. Nhảy thật không? Hỏi bạn có mấy người? Mấy người vậy? Alo, em chào các anh chị. Mấy người. Hai người trên nhà còn một người nữa anh ơi. Bảo xuống đây nhanh. Đúng rồi, xuống đây đúng rồi. Xuống xong đi cùng nhau này. Xuống đi cùng nhau này. Hai người thôi anh ơi. Này xuống xong đi cùng nhau này. Đi. Chơi vui. Mu. Chơi với ai đó. Lấy xe đi anh đợi. Lấy xe đi cùng nhau. Gặp nhau siêu bồ quái như anh cai như chị nhá. Đi luôn này lấy xe đi. Ủa, đi cùng đi nhau luôn. Ừ lấy xe à, đi cùng nhau luôn. Ok. Đang đợi nè. Ngay đây cũng có sấy được băng tải mềm mềm rồi. Không biết còn có băng tải không. Băng rồi. Đây rồi đi. Anh người đây.
Chạy kia, chạy vô khu nhà kìa, hai ba thằng kìa. Đá tim, đá tim, nhảy nhảy kìa. Đâu đâu? Trời đất ơi. À rồi, 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 hết rồi, hết rồi. Thế thì hết rồi, thế thì hết rồi. Quái nồi ạ. 5, 5, 4 là 9 kìa đấy. Đu má con cá. Đu, 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 chơi luôn ông anh, đập luôn ông anh. Ờ, đập nhá nào. 1, 2, 3, đập, 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 đập. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Cái tên. Chạy nhiều thế, điêu biết đập ai nữa giờ. Đầy rồi, 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 đầy rồi. Đây rồi. Chạy rồi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Mẹ cái đệt trả lửa chạy cả. Đứng cay nữa đi nha. Đứng lại. Đứng lại. Đâu không lại. Để để để. Con chào ơi, con chào ơi. Ui đây. Đâu không? Con chào ơi. Ủa xích lợn. Má xích lợn này đậu danh. Má biết phải chết. Buồn cười vãi nồi luôn đấy. Tự nhiên. Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn Mr. Cáo này. Cảm ơn bạn Loan này. Cảm ơn bạn Khánh Điệp Giai này. Cảm ơn bạn SKT Tùng HP này. Cảm ơn Redmi cộng Khuê này. Cảm ơn 5 anh em nhá. Cảm ơn 5 anh em. 5 anh em luôn. Tí inbox em số điện thoại. Ôi